Bên thanh tra thế nào rồi anh? Thì đúng như mình dự kiến thôi. Tốt. Con nghe đây ạ. Hôm nay con đi học có vui không? Có ạ. Thế buổi trưa các cô cho con ăn món gì? Cô cho con ăn cơm rang với trứng với thịt kho với rau xào ạ. Con ơi! À bố! Xích quá! Hôm nay con được đón bố và mẹ đến đón. Hôm nay học vui không con? Có ạ. Sao anh lại đến đây? Mẹ gọi anh về. Anh ghé đón hai mẹ con qua chào bà nội luôn. Thế thì phải đi mua cái gì đi, chứ đừng về tay không. Ừ. Nào đi, đi gặp bà nội thôi. Đi. Mẹ ơi, hai mẹ con qua đây. Mẹ ơi. Chắc là bà nội đang ở trên lầu. Chờ bố tí nhá. Vâng ạ. Mẹ ơi. Vôn, mẹ dặn này, lát nữa mà có gặp bà ấy thì nhớ ôm và chào bà nhớ chưa? Vâng ạ. Đồ bất nhân. Ai quá thế hả mẹ? Vôn ra ngoài chơi, đợi mẹ một lát nhé. Vâng ạ. Tại sao mày đẩy con Hà đến nước mà nó không thiết sống nữa hả con? Tại sao tôi có thể đẻ ra một cái thằng con nó tàn ác như vậy chứ? Rồi mày định làm gì nữa hả Nghĩa? Nói cho mẹ nghe đi. Định làm gì nữa? Sao mẹ không suy nghĩ thoáng hơn vậy ạ? Cô ta có sao đâu. Tự nhiên làm bà mết cả lên. Nó là con dâu của mẹ. Không, là con gái ruột thì đúng hơn. Con đẩy nó đến đường cùng như vậy thì chẳng khác nào con cầm dao con đâm vào tim của mẹ đi. An Nhiên mới là con dâu của mẹ kia. An Nhiên mới là người sinh cháu nội cho mẹ đấy ạ. Con tin là có thời gian mẹ sẽ yêu quý cô ấy. An Nhiên là hy sinh cho con rất là nhiều. Mẹ cũng đừng làm quá lên, đừng hắt hủi cô ấy nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi đi hỏi cưới ai thì người đó mới là con dâu của tôi. Còn chuyện sau này anh thương ai, anh lấy ai, đó là chuyện của anh, không liên quan đến cuộc đời của tôi, hiểu chưa? Sao mẹ cứ vơ vào người làm gì cho nó khổ à? Mẹ nhớ lại đi. Lúc ba con mất, đến cái bàn thờ cũng không có. Nhà mình mẹ quá con côi, không nhà không cửa. Mẹ con mình phải lang thang đi lánh nạn ở quê ngoại. Mẹ không nhớ gì à? Con bị bắt nạt ra sao? Mẹ bị sỉ nhục như thế nào vì không tiền không quyền? Đôi khi vì đóng học của con mà mẹ suýt đánh đổi vào tính mạng của mình đấy ạ. Bao nhiêu tuổi nhục khốn nạn ghế là do đâu ạ? Tại sao mẹ có thể dễ dàng quên như vậy được ạ? Chuyện đó qua lâu lắm rồi. Dù có hận thù như thế nào, tôi cũng
cũng không bao giờ muốn nhớ lại. Tôi đã quên rồi, quên hết rồi. Con ơi, con hận thù là con khổ sở đó con à. Nghe mẹ đi. Mẹ có thể quên nhưng con sẽ không bao giờ quên đâu ạ. Nghĩa, Nghĩa, con đưa An Nhiên vào Gôn về. Nhưng chắc hai mẹ con bỏ đi rồi à? Mẹ cứ như thế này là đến cháu nội mẹ cũng không cần phải không ạ? Chúc mừng em, thai được 5 tuần tuổi, đã làm tổ và có tim thai. Thế bố em bé hôm nay có đưa hai mẹ con đi không? À, dạ không, em đi một mình ạ. Chị ơi, cho em hỏi, nếu em uống thuốc tránh thai liên tục trong thời gian dài, có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Là sao? Em nói với chị từng làm nhiều lần IVF mà vẫn uống thuốc tránh thai à? Vâng ạ. Thứ nhất, em thường xuyên uống thuốc tránh thai mà vẫn có thai là nằm trong 1% trường hợp hiếm. Thứ hai, theo như bệnh án, chị thấy em bị đa nang buồng trứng mà vẫn rơi vào 1% trường hợp kia thì xác suất vô cùng thấp. Hay em có uống thuốc nhầm lịch hoặc uống thuốc tránh thai quá hạn sử dụng không? Em không nghĩ đến trường hợp đó. Nhưng liệu có ảnh hưởng gì đến em bé không ạ? Hiện nay chưa có bằng chứng chứng minh việc thuốc tránh thai hàng ngày có thể gây dị tật cho thai nhi, nên em bé vẫn phát triển và em có thể sinh nở bình thường. Tuy nhiên, không được bỏ qua các bước xét nghiệm, chẩn đoán sàng lọc để theo dõi em bé có thể phát triển bình thường. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Bữa nay mới chịu rủ tao đi ăn đó. Nè, chịu đi ăn nghĩa là có sức lực chiến đấu rồi phải không? Thì cũng phải chiến đấu thôi. Nhưng mà muốn có sức lực chiến đấu là mày phải ăn cho nhiều vô. Người ta kêu có thịt mới giật được đạo. Nhìn xanh lè xanh lét như tàu lá chuối đó kìa. Ăn nhiều thịt vào. Tao vẫn ăn mà, có bỏ bữa nào đâu. Nè, ăn đi. Ê, Hà, con đi. Việc chú nhờ nhất định cháu sẽ làm cẩn thận. Thì tốt quá. Nhưng mà con vẫn đang thắc mắc là sao chú lại nhờ con mà không phải nhờ người khác. Vì tôi nghĩ ai đã đối tốt với con vật thì cũng đối tốt với con người. Anh đi chậm một chút được không? Đợi tôi với. Này, tôi bị đau chân đấy nhá. Anh đối xử tốt với con vật mà sao chả đối xử tốt với con người gì thế? Tôi cũng bị đau cơ mà. Ơ kìa, điên mất. Sao phải lại người gì không biết.